tái xuất với hình ảnh điệu chảy nước, mê trai một cách lộ liễu khiến dân mạng dậy sóng. Á quân The Face Việt Nam 2016 Mai Ngô bất ngờ tham gia phim Thạch Thảo với vai cô giáo duyên dáng, dịu dàng, khác hoàn toàn với tính cách trước nay mà khán giả biết đến ở cô. Thời gian qua, Mai Ngô hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện hay hoạt động showbiz như trước. Mới nhất, cô vừa trở lại sau thời gian ở ẩn, nhưng với hình tượng khác lạ khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Không còn là một Mai Ngô cá tính, gai góc với những phát ngôn gây bão trước đây, cô bỗng trở thành một cô gái có tính cách điệu đà, lãng mạn và mơ mộng khi hóa thân thành cô giáo người dân tộc tên Mi Ngô trong phim điện ảnh Thạch Thảo. Không chỉ vậy, Mi Ngô còn là người mê trai đẹp, tìm mọi cách để tiếp cận người mà mình thích. Mai Ngô trong phim mới của đạo diễn Mai Thế Hiệp, cô vào vai cô tổng phụ trách, người miền núi đồng bào có tính cách điệu đà, lãng mạn và mơ mộng. Đây là vai diễn được đạo diễn Mai Thế Hiệp sáng tạo dựa trên tính cách đối lập của Mai Ngô. Khi giao vai diễn, anh đã yêu cầu cô phải xóa bỏ hình ảnh cá tính, mạnh mẽ thường ngày để trở thành cô gái yêu điệu thục nữ, từ cách ăn mặc, phụ kiện, cử chỉ và giọng nói. Mai Ngô chia sẻ, tôi gặp rất nhiều áp lực khi nhận vai diễn này bởi phải hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình là một việc làm không hề dễ đối với một diễn viên không chuyên như mình. Nhưng biết đây là vai diễn có thể làm khán giả thay đổi suy nghĩ về mình theo chiều hướng tích cực hơn so với các chương trình truyền hình thực tế mà cô đã tham gia trước đó, Mai Ngô đã quyết tâm cao độ để hoàn thành vai diễn của mình tốt nhất có thể. Với những hình ảnh này, cô thí sinh The Face 2016 sẽ làm người hâm mộ thích thú hơn. Cô hy vọng vai diễn duyên dáng này sẽ giúp khán giả bớt ác cảm với cô sau những ngổ ngáo sống quá thật ở các chương trình truyền hình thực tế. Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn của mình, Mai Ngô đã dành nhiều thời gian để xem lại các vở diễn, phim ảnh của các nghệ sĩ gạo cội đi trước, như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, diễn viên Phi Thanh Vân, để học hỏi cách biểu cảm yểu điệu thục nữ khi họ nhập vai là các cô gái nữ tính. Mi Ngô là một cô gái yêu hoa lá cây cỏ, nên toàn bộ các trang phục và vật dụng của cô giáo Mi Ngô đều được thiết kế theo phong cách hoa lá đúng với tính cách của cô. Cô có thể hóa thân thành một cô giáo Mi Ngô hoàn toàn khác biệt trong môi trường sư phạm. So sánh giữa tính cách của nhân vật cô giáo Mi Ngô với tính cách của Mai Ngô ngoài đời, người mẫu sinh năm 1995 thẳng thắn chia sẻ, cô giáo Mi Ngô rất là mê trai và cô muốn làm tất cả mọi thứ để chiếm lấy trái tim của người mình yêu. Còn Mai Ngô thì cũng có tính mê trai, nhưng có khác là Mai Ngô sẽ giấu ở trong tâm, chứ không bao giờ thể hiện tình cảm ở bên ngoài bằng cách giao tiếp hay đưa đẩy như nhân vật của mình. Vì vậy đây cũng chính là thử thách lớn cho Mai Ngô. Mai Ngô và ca sĩ Khắc Minh trong một cảnh quay của phim Thạch Thảo. Ngoài sở thích yêu cây hoa lá cỏ, Mi Ngô còn có một sở thích khác nữa, đó chính là mê trai đẹp. Khi biết trường mình có một thầy giáo mới đến, thầy Thiết do ca sĩ Khắc Minh thủ vai, Mi Ngô đã tìm mọi cách để tiếp cận và làm quen với người đồng nghiệp mới này. Mới đây, Lan Khuê đã đăng tải một dòng trạng thái ủng hộ bộ phim của Mai Ngô. Tuy nhiên, người hâm mộ dường như không chú ý tới những hình ảnh của bộ phim bằng lời nhắn nhủ thân thương, kèm với đó là sự lầy lội khi nhắc đến cặp lông mày của cô học trò The Face. ST cảm thấy tội lỗi vì đã cướp nụ hôn đầu đời của ngọc nữ Bolero Giang Mi. Nhà sản xuất phim Tìm Vợ Cho Bà vừa tung trailer chính thức. Khán giả phần nào tìm được câu trả lời về những vấn đề xảy ra quanh cuộc sống tân hôn đầy sóng gió của Long, ST và Linh, Giang Mi. Từng chừng cặp đôi nhân vật chính sẽ từ kết hôn giả trở thành yêu thật, nhưng dường như mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra. Hình ảnh Long vô cùng giận dữ và liên tục xua đuổi Linh một cách phũ phàng, khiến câu chuyện trở nên kỳ lạ, gây tò mò với người xem. Một chi tiết gây chú ý lớn trong trailer là nụ hôn ST dành cho Giang Mi. Theo nữ chính chia sẻ, đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh rộng lẫn đầu đời ở thực tế. Cả hai thậm chí có đến 4 phân cảnh về màn khóa môi này. Nói về những cảnh quay đặc biệt này, Giang Mi chia sẻ, vốn dĩ ngoài đời mình chưa hôn ai bao giờ, nay còn phải thực hiện trước mặt rất nhiều người, nên cảm giác rất ngại và lúng túng. Mình hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho tốt. Trước khi bắt đầu, đạo diễn cùng các anh chị trong ekip đã cấp tốc tổ chức lớp học hôn tại chỗ để bổ sung thêm kiến thức cho tôi. Mọi người chỉ tôi cách điều chỉnh độ nghiêng của đầu, mặt làm sao để máy quay có thể bắt được những góc đẹp nhất. ST cho biết, nếu Lan Ngọc với tôi là bạn thân, hiểu ý nhau, thì Giang Mi với tôi là người lạ, đã không thân thiết mà còn phải âu yếm thì hẳn sẽ bị đơ, gượng gạo. Khi đó đạo diễn nói với tôi, hãy đặt mình vào vị trí của nhân vật, yêu ghét khóc cười cùng nhân vật, đừng coi mình là ST nữa. Trong khoảng thời gian quay phim, tôi luôn tâm niệm mình là người đang yêu Giang Mi. Nhờ vậy, khi thực hiện những cảnh quay thân mật, tôi diễn tự nhiên hơn. ST cũng tiết lộ thêm về cảm giác lỡ cướp mất nụ hôn đầu đời của Giang Mi, nam ca sĩ thổ lộ. ST cảm thấy rất lo lắng khi mình là người cướp đi nụ hôn đầu đời của Giang Mi. Cái gì đầu tiên cũng rất quan trọng và đặc biệt. Việc bỗng dưng hôn một người không phải người yêu của mình lại là một nụ hôn đầu đời của họ, nên ST cảm thấy có phần tội lỗi.
Đến giờ ST vẫn chưa hỏi Sunmi rằng nụ hôn ấy có bị fail hay không. Chính Sunmi mới là người động viên ST rằng đây là công việc chung và phải có phản ứng hóa học thì khán giả mới tin hai nhân vật này yêu nhau. Thú thật ST từng có một vài nụ hôn đầu đời của người khác. Thực sự nó áp lực nhiều hơn và thích thú và cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao với nó, nam ca sĩ nói thêm. ST vào vai Long, một công tử nhà giàu, hào hoa số 1, nhưng không bao giờ tin vào điều gọi là tình yêu vĩnh cửu. Vào sinh nhật tuổi 25 của mình, Long bị giang hồ truy đuổi vì món nợ cờ bạc khổng lồ. Nhưng anh sực nhớ đến lời hứa về việc thừa hưởng tài sản của bà nội. Ái âm thay, điều kiện để anh có được số gia sản khổng lồ đó là phải cưới vợ vào năm 25 tuổi. Long buộc phải lên kế hoạch chi tiết để qua mặt bà nội. Anh đã gặp Linh, Giang Mi và cả hai cùng thực hiện kế hoạch. Nhưng tất cả đều không dễ dàng như anh tưởng tượng, khi trời tính không bằng bà tính. Cả Linh lẫn bà nội anh đều là những người có cá tính, thông minh và đều không dễ dàng nghe theo lời người khác. Phim do đạo diễn Tính Lương chỉ đạo, dự kiến khởi chiếu vào ngày 10 tháng 8 sắp tới. Ca sĩ Lam Trường bị cấm đi hát và chuyện tình cảm cha con chưa trọn vẹn. Người yêu nhạc những năm đầu 2000 thường nói Bắc có Hồng Nhung, Nam có Lam Trường để nói về tài năng của hai nghệ sĩ. Thời ấy nhạc nhẹ ở miền Nam, ca sĩ họ Tiêu có một chất giọng rất lạ và giàu tình cảm. Lam Trường là con út trong gia đình gốc Hoa và anh có đam mê ca hát từ lúc còn rất nhỏ. Tình yêu dành cho âm nhạc của Lam Trường không được suôn sẻ như nhiều người khác, vì ngay khi phát hiện ra đam mê của con trai, bố Lam Trường đã ngăn cản. Lam Trường chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình. Gia đình Trường có đến 12 người và Trường là con trai út. Mặc dù Trường rất mê hát ngay từ nhỏ, nhưng ba của Trường lại cấm. Ông không cho con mình đi ca hát vì cho rằng ca sĩ là nghề nay đây mai đó, không ổn định. Thế là Trường đã nghe theo lời ba và đi học vào ngành công nghệ thông tin. Rồi sau đó vì đam mê ca hát quá nên Trường lại đăng ký vào học trường nhạc. Mặc dù là người nhỏ nhất trong gia đình, nhưng thời điểm đó Trường đã dám đứng trước mặt ba và bày tỏ chính kiến của mình là muốn đi hát. Trường muốn làm những gì mà mình đam mê thì Trường mới tự tin và sẽ thành công. Không hiểu sao lúc đó ba của Trường đã đồng ý, nhưng với điều kiện trong vòng 1-2 năm, Trường phải có thành tựu nhất định với con đường mà mình chọn. Và Trường đã chứng minh được cho ba của mình thấy, đến hôm nay Trường lại nhìn thấy điều đó ở bạn. Qua những lời kể của Lam Trường, nhiều người đã nghĩ anh gặp may mắn, nhưng dù có may mắn cỡ nào, nếu không có tài năng và đam mê thực sự, Lam Trường sẽ không được như ngày hôm nay. Và chắc chắn trên con đường bước đến thành công ấy, Lam Trường cũng trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả. Được biết Lam Trường thành danh từ lúc 21 tuổi. Năm 1995, Lam Trường đạt giải nhì cuộc thi Thập Đại Tình Tú, một cuộc thi ca hát của cộng đồng người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 2 năm sau, anh đã ra album đầu tay Baby I Love You. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng ở nhiều ca khúc quốc tế khác. Sau đó, Lam Trường gây ấn tượng với khán giả qua các ca khúc gây sốt như Tôi Ngàn Năm Đợi, Mưa Phi Trường, Lời Trái Tim Muốn Nói, Chúc Tình Ngây Thơ, Cho Bạn Cho Tôi, Hoa Tím Ngày Xưa. Nhờ giọng hát đặc biệt khó ai bắt chước được, nên Lam Trường luôn gây được điểm nhấn trong lòng người yêu nhạc lúc bấy giờ. Nếu như Đan Trường có sở trường là những ca khúc dễ nghe, dễ thuộc, thì Lam Trường lại phát huy với nhạc phẩm sâu lắng, trữ tình mang màu sắc riêng. Nhờ vậy, Lam Trường đạt được rất nhiều giải thưởng từ hội đồng chuyên môn lẫn ý kiến của khán giả. Thời gian gần đây, theo thời gian, Lam Trường nhường sân cho nhiều ca sĩ trẻ. Anh ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần Lam Trường cất tiếng hát đều khiến khán giả nhớ về thời hoàng kim của anh. Ngoài ca hát, nam ca sĩ họ Tiêu còn đóng phim. Ở vị trí này, Lam Trường cũng làm tròn vai của mình. Cũng như bao nghệ sĩ khác, người hâm mộ rất quan tâm đến đời tư của Lam Trường. Thực sự Lam Trường không phải là ca sĩ gây sốt bởi đời tư. Nhiều người cho rằng anh là một người khá nhạt bởi mọi việc từ công danh đến gia đình đều bình thẳng tiến. Được biết, năm 2004, Lam Trường kết hôn với Ngô Ý Lan, một Việt Kiều cư ngụ tại Mỹ. Vợ của anh là một kỹ sư vi tính. Hai người có một con trai tên Tiêu Kiến Văn. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 5 năm thì kết thúc. Sau ly hôn, con trai ở với mẹ, còn Lam Trường trở về cuộc sống độc thân. Thời gian này, Lam Trường cũng không có nhiều chia sẻ về sự cố đổ vợ của mình. Tuy nhiên, thời gian sau, Lam Trường đã có những trăn trở về chuyện tình cảm với con trai. Nam ca sĩ tâm sự, thực ra ban đầu tôi rất mong đứa con kế tiếp của mình sẽ là con trai, vì với Kiến Văn, tôi cảm thấy tình cảm cha con chưa được trọn vẹn lắm. Tôi muốn có thêm cơ hội để thể hiện tình cảm đầy đủ giữa hai cha con. Từ khi biết giới tính của em bé sắp chào đời, tôi có cảm giác rất lạ và nhiều lần tự hỏi, không hiểu con gái sẽ như thế nào, thương một cô con gái có khác một cậu con trai hay không. Tôi nghĩ con gái sẽ đeo bám cha hơn con trai nên càng cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, Lam Trường đã lập gia đình với bạn gái kém tuổi. Cuộc sống của Lam Trường vẫn êm đềm như chính tính cách của anh, nhưng sâu thẳm, Lam Trường vẫn dành tình thương của người cha cho đứa con trai đầu của mình.